Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông tin thời sự trong nước, khu vực và thế giới thời gian gần đây. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, toàn tỉnh có 152 hồ sơ dự án công trình hoàn thành, chưa nộp hồ sơ quyết toán cho cơ quan tài chính để thẩm tra phê duyệt theo quy định. Kính mời quý khán giả theo dõi bản tin trưa ngày 15 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Ngọc Huy đã chủ trì lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tham dự buổi lễ có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Thanh An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Phiên. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp nhận và phân công ông Nguyễn Xuân Mến, Giám đốc Sở Y tế, đến nhận công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2022 và giới thiệu hiệp thương cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Ngọc Huy mong muốn trên cương vị mới, ông Nguyễn Xuân Mến tiếp tục rèn luyện, trau dồi kinh nghiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo, công chức của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đoàn kết thống nhất xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện và hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Xuân Mến cảm ơn sự quan tâm giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hứa sẽ cùng với tập thể lãnh đạo công chức của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới. Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông tin thời sự trong nước, khu vực và thế giới thời gian gần đây. Tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh, nguyên lãnh đạo tỉnh, các ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy viên, báo cáo viên trung ương, báo cáo viên tỉnh ủy, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố. Ông Lê Hải Bình, ủy viên dự khuyết trung ương đảng, phó trưởng ban tuyên giáo trung ương đã thông tin về tình hình thời sự trong nước, khu vực và thế giới thời gian gần đây. Thông tin về diễn biến tình hình tại các nước lớn trên thế giới trong khu vực tình hình Biển Đông. Nguyên nhân sâu xa và trực tiếp cuộc chiến Nga-Ukraine, các tác động hậu quả của cuộc chiến. Tình hình cạnh tranh ở các nước lớn, môi trường an ninh, thách thức đối ngoại, các thách thức an ninh phi truyền thống. Ông Lê Hải Bình cũng nêu lên lập trường nhất quán của Việt Nam về giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ, không sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về hoàn thiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự ở điểm cầu tỉnh Quảng Ngãi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền. Theo đó, quy hoạch phát triển nguồn điện và lưới điện truyền tải ở cấp điện áp từ 220 kV trở lên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2045. Quy hoạch trên lãnh thổ Việt Nam có bao gồm cả công trình liên kết lưới điện với các quốc gia láng giềng. Phát triển hệ thống điện quốc gia giai đoạn 2010-2020 về cơ bản đáp ứng nhu cầu phụ tải cực đại toàn tốc. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập trong suốt 10 năm là dự phòng công suất khả dụng của hệ thống chưa cao, có sự chênh lệch mức dự phòng khả dụng giữa các miền khá lớn, cơ cấu nguồn điện không đều tại các miền. Ví dụ miền Bắc chủ yếu là nhiệt điện than, miền Trung chủ yếu là thủy điện, miền Nam chủ yếu là nhiệt điện khí. Lưới điện vận hành còn nhiều khó khăn, tốc độ phát triển lưới điện chậm hơn so với phát triển nguồn, chưa đồng bộ với nguồn năng lượng tái tạo. Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 là một trong những quy hoạch ngành quốc gia rất quan trọng, được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm chỉ đạo với yêu cầu đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Quy hoạch này đảm bảo chuyển đổi được năng lượng xanh sạch trong bối cảnh Việt Nam cam kết đưa mức phát thải ròng về không vào năm 2050. Đến năm 2025, dự báo công suất cực đại khoảng 61.400 MW, điện thương phẩm khoảng hơn 346 tỷ kWh. Quy nguồn điện giai đoạn này sẽ có hai phương án là phương án cơ sở với tổng mức đầu tư khoảng 127 tỷ đô la Mỹ và phương án chuyển đổi năng lượng mạnh mẽ với mức đầu tư hơn 1.453 tỷ đô la Mỹ. Có 11 nguồn điện được quy hoạch gồm nhiệt điện than, nhiệt điện khí trong nước, nhiệt điện khí LNG nhập, thủy điện, điện gió trên bờ, điện gió ngoài khơi, điện mặt trời tập trung, điện sinh khối và năng lượng tái tạo khác.
thủy điện tích năng lưu trữ, nguồn điện linh hoạt từ khí, dầu và nhập khẩu điện, trong đó khuyến khích phát triển mạnh nguồn điện gió. Bộ Công Thương đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét nghiên cứu khả năng phát triển điện hạt nhân sau năm 2030, nhất là công nghệ lò phản ứng mô đun nhỏ, để đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải. Sáng nay, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 8 khóa 10 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2022, bầu bổ sung Ban chấp hành Đảng bộ khối khóa 10, nhiệm kỳ 2020-2025, trao huy hiệu đảng đợt 3 tháng 2 cho các đảng viên. Quý 1, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Trọng tâm đã kịp thời ban hành kế hoạch hướng dẫn tổ chức học tập quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 4 khóa 13, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động kế hoạch thực hiện kết luận 21 sát với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phục hồi phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Việc ban hành kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 luôn được cấp ủy các cấp quan tâm triển khai thực hiện. Công tác thẩm tra, thẩm định, kết luận về tiêu chuẩn chính trị và tham gia nhận xét đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được triển khai thực hiện kịp thời đúng quy định, đã ban hành kế hoạch chương trình kiểm tra giám sát năm 2022 và tổ chức triển khai thực hiện. Trong quý 2, Đảng ủy khối tập trung lãnh đạo triển khai công tác tuyên truyền có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước của tỉnh, tiếp tục thực hiện kế hoạch thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, chú trọng công tác tổ chức xây dựng đảng, tăng cường nắm bắt tư tưởng cán bộ đảng viên, tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền 4 nghị quyết chuyên đề Đảng ủy khối khóa 10. Tiếp tục chỉ đạo cấp ủy đảng, bí thư chi bộ theo dõi nắm bắt định hướng dư luận và giải quyết các vấn đề về tư tưởng của đảng viên trong tình hình mới, theo chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo việc học tập quán triệt và tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2022, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng, trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tổ chức lễ trao huy hiệu đảng đợt 3 tháng 2 cho 7 đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có một đảng viên vinh dự nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 6 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Tiến hành bầu bổ sung 5 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành và địa phương đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành và địa phương ra soát công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân trong việc chậm thẩm tra phê duyệt quyết toán để có biện pháp chấn chỉnh xử lý kịp thời. Kiện toàn hoạt động của bộ máy thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu suất làm việc, đảm bảo thực hiện công tác quyết toán có chất lượng, đạt hiệu quả và đúng tiến độ. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 152 hồ sơ dự án công trình hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán cho cơ quan tài chính để thẩm tra phê duyệt theo quy định. Trong đó, số dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán là 104 dự án với tổng mức vốn đầu tư hơn 606 tỷ đồng. Tổng vốn đã thanh toán hơn 532 tỷ đồng. Những ngày qua, nhiều người lao động đến cơ quan bảo hiểm xã hội làm thủ tục nhận bảo hiểm xã hội một lần. Trước thực trạng này, ngành bảo hiểm xã hội khuyến nghị người lao động không lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần, nên cân nhắc để đảm bảo hưởng an sinh xã hội khi đến tuổi già. Chị Trần Thị Thanh Thủy vừa hoàn tất hồ sơ nhận bảo hiểm xã hội một lần. Chị đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội hơn 8 năm. Chị Thủy là công nhân của một công ty may mặc. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty giãn việc. Gần một năm qua, chị nghỉ ở nhà. Giờ quyết định mở dịch vụ kinh doanh ở nhà, chị quyết định rút bảo hiểm sau một lần. Nói chung là bây giờ em ở nhà kinh doanh, mà thời gian đóng bảo hiểm còn lại thì nó quá dài. Nên em quyết định rút cái bảo hiểm để lấy vốn làm ăn. Tại bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi có rất đông người lao động đến làm thủ tục hưởng bảo hiểm sau một lần. Có người tham gia đóng bảo hiểm xã hội gần 20 năm, có người 5-10 năm. Có nhiều lý do để người lao động quyết định rút bảo hiểm sau một lần. Hồi xưa làm công ty thì nó đám nó đi hoàn thoáng, còn bây giờ bắt đầu tự do thì lúc này lúc kia, lúc đám được lúc cũng không thì thấy nó không thoái mà cũng đủ thời gian 1 năm nghỉ việc rồi em
làm đơn đề nghị rút bảo hiểm thôi. Em không đáng nữa thì em rút thôi. Thì em làm tự do mà, em không có đáng nữa. Được thôi, nhưng mà em không thích tham gia nữa. Em chuyển qua bảo hiểm nhân thọ rồi. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, trong tháng 3, có hơn 1.200 người nhận hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Tính lũy kế từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 3 năm nay, con số này đã lên đến gần 2.500 người, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân, người lao động có xu hướng tăng cao để giải quyết nhu cầu tài chính trước mắt, nhất là khi giai đoạn sau Tết Nguyên đán 2022. Ngoài ra còn do tác động của việc điều chỉnh tăng tỷ lệ hưởng lương hưu và lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu theo từng năm đối với cả nam và nữ, khiến người lao động cảm thấy việc đủ điều kiện về tuổi đời để được hưởng lương hưu là khó đạt. Tuy nhiên, theo Bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ gặp nhiều thiệt thòi nếu rút bảo hiểm xã hội một lần. Người lao động rất là thiệt thòi là không được cấp cái thẻ bảo hiểm xã hội miễn phí suốt đời nếu như người ta để người ta giải quyết vấn đề lương hưu. Rồi đó, không may mà lại mất thì không được hưởng cái tiền tuất tháng cũng như tuất hàng tháng cho thân nhân và mai táng phí. Hiện nay mai táng phí là bằng 10 tháng lương ca sở, có nghĩa là 14.700.000. Như thế thì còn một việc nữa, về lâu dài thì người ta sẽ rất thiệt thòi cái câu chuyện là được hưởng cái tiền lương hưu đối với tuổi già. Để giải quyết những khó khăn trước mắt, người lao động chịu thiệt đơn thiệt kép. Và trong thực tế đã có rất nhiều trường hợp khi đã nhận bảo hiểm xã hội một lần, muốn nộp lại tiền để phục hồi số năm đã tham gia bảo hiểm xã hội cho đủ điều kiện hưởng lương hưu. Nhưng pháp luật về bảo hiểm xã hội chưa quy định về trường hợp này. Tuy nhiên hiện nay đã có một số chính sách hỗ trợ người lao động khi bị mất việc, chuyển đổi nghề, để người lao động cân nhắc lựa chọn. Chúng tôi khuyến cáo trong thời gian đến, người lao động nếu thất nghiệp thì sẽ chốt và làm các cái thủ tục để đến cơ quan bảo hiểm xã hội được giải quyết tiền bảo hiểm thất nghiệp. Thứ hai nữa đó, thì được nếu như có nhu cầu mà chuyển đổi nghề nghiệp để chờ những cái công việc mới thì người lao động có được quyền là quỹ bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ cho việc học nghề. Thứ ba nữa đó, thì có thể là chúng ta tạm dừng và chốt sổ để bảo lưu thời gian. Việc nhận bảo hiểm xã hội một lần có thể giải quyết được một số khó khăn hiện tại, nhưng đồng nghĩa với việc người lao động đánh mất cơ hội hưởng an sinh khi đến tuổi già, sức khỏe suy yếu, không thể lao động. Người lao động không nên lựa chọn hưởng bảo hiểm một lần, nên cân nhắc tới quyền bảo lưu để tiếp tục đóng khi có điều kiện. Xin kết thúc bản tin trưa ngày 15 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.